trong một thế giới đầy bất trắc, an ninh toàn cầu đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Một trong những lực lượng bảo vệ chúng ta khỏi hiểm nguy là sự phối hợp mật thiết giữa con người và loài chó. Căn cứ không quân Lackland ở San Antonio, Mỹ là trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ hàng đầu trên thế giới. Hiện tại ở căn cứ có 400 cảnh khuyển đang thi hành nhiệm vụ. Tất cả những con chó này đều đã được nhận chứng chỉ phục vụ của liên bang, ngang hàng với hàng trăm ngàn cảnh sát, con người trên khắp nước Mỹ. Nhưng để gia nhập hàng ngũ vinh quang đó, một con chó phải trải qua những kỳ thi cực kỳ khắc nghiệt. Gần đây, Bộ Quốc phòng đã tiến hành những chương trình đào tạo đặc biệt nhằm tạo ra những cảnh khuyển ưu việt nhất. Đầu vào của trung tâm là những con chó từ 12 đến 24 tháng tuổi. Chúng được nhận vào khi còn non nớt, và sau khóa huấn luyện tại trung tâm, chúng trở thành những tân binh chó 4 tuổi, sẽ được gửi đi đào tạo thêm ở những môi trường thật trên khắp thế giới. Nếu đặt yêu cầu, những con chó này sẽ nhận được chứng chỉ cảnh khuyển. Đây là câu chuyện kể lại những chú cún con đã trở thành những cảnh sát chuyên nghiệp như thế nào. Hồi năm ngoái tại căn cứ Lackland này, một con chó giống Malinois bỉ đã sinh được 15 cún con. Theo thuật ngữ trong ngành, thì chúng được gọi là nhà nòi, có bố, mẹ đều là chó cảnh sát. Mọi người hoan hỉ chờ mong chúng sẽ trở thành những cảnh khuyển xuất chúng. Con chó được đẻ ra sau cùng được đặt tên là số 15. Người ta ví nó như một võ sĩ đạo, ám chỉ việc nó đã phải chiến đấu để được ra đời như thế nào. Những con chó không được đưa vào huấn luyện ngay. Kể từ lúc 2 tuần đến 8 tuổi, chúng được nuôi trong các nhà dân, mục đích nhằm giúp làm quen với con người. Quá trình này tuy vậy khá quan trọng, những con chó khỏe mạnh nhất sẽ được đưa trở lại Lackland, sẵn sàng để được đào tạo trở thành siêu cảnh khuyển. Trong số 15 con chó ở phần đầu được khoanh vùng đào tạo, 2 con chết sớm, 4 con không đạt yêu cầu. Như vậy, khi đi vào đào tạo, chỉ còn 9 con. Bước đầu, người nhận nhiệm vụ giúp chúng sẵn sàng là chiến sĩ. Đây là 9 con chó nòi đã được tồn tại cho khóa đào tạo. Chúng sẽ phải trải qua giai đoạn tiền huấn luyện, có nghĩa là dạy những kỹ năng cơ bản sẵn sàng cho quân đội. Hai nhiệm vụ chính của đợt đào tạo là phát hiện và tuần tra. Với tuần tra, chúng sẽ học cách tấn công như thế nào là chủ yếu. Con chó đầu tiên được dạy là con chó nhỏ nhất trong bầy cùng với một mẹ, con chó số 15. Với bài tập này, tiến sĩ Hiller sẽ đóng vai kẻ xấu. Điều đáng nhận thấy nhất là ở số 15 là con chó nhỏ này có khả năng tập trung đáng kể vào việc kẻ xấu giả định. Thay vì cắn xé miếng áo như một số con chó khác, nó không rời mắt khỏi kẻ xấu. Nó cực kỳ tập trung và say mê vào bài tập, ngay cả khi Hiller đã đầu hàng. Rather than just biting his protective suit, she already seems to love her work. Oh, lots of praise, Tim. Okay, I'm gonna drop him. In fact, she's so engaged, it takes handler Tim Bartlett quite a while to get her to give up. Con chó tiếp theo là Faye, chị của con số 15. Con này có những tính cách khác số 15, nhưng nó cũng tỏ ra rất tập trung với nhiệm vụ. Một đặc tính của nòi chó săn cừu bỉ. Chúng tôi đã tuyển ra những con chó nòi tốt nhất, nuôi chúng, và bây giờ đang cố đào tạo ra những con chó xuất sắc nhất cho công việc.
Một trong những con chó chứng tỏ năng khiếu là Fella. Nó học cũng rất nhanh. Nhưng đối với con Faye, nó đã gặp rắc rối nhỏ khi phân biệt mục tiêu, chiếc áo jacket hay là kẻ xấu đang mặc nó. Để cải thiện điều này, tiến sĩ Hiller dùng đến nhiều vật thể khác nhau nhằm giúp nó tập trung vào mình hơn. Những buổi huấn luyện dần dần chuyển ra ngoài trời, nơi các con chó rèn giũa các kỹ năng phức tạp hơn. Khóa huấn luyện chó nòi của căn cứ Lachlan đã bắt đầu đi vào giai đoạn quan trọng, phát hiện chất nổ. Đây là giai đoạn quan trọng của khu căn cứ Lachlan. Các con chó bắt đầu học cách phát hiện chất nổ. Tim Bartlett đang dắt chó số 15 đi khắp nhà để tìm chất nổ. Bước đầu khi con chó đánh hơi thấy chất nổ, nó sẽ nhận được một phần thưởng nó yêu thích, ví dụ quả bóng chẳng hạn. Huấn luyện viên giấu giáo cụ đi, sau đó thu hút chú ý con chó bằng cách giả vờ như giáo cụ có thể được giấu ở rất nhiều nơi. Thật ra đối với một con chó, đây đơn giản là một trò chơi. Là một trò chơi, nhưng trong đời thường, việc nó phát hiện ra một vật được giấu lại cực kỳ quan trọng. Lacey đang giám sát xem các con chó có học được đúng cách thực hiện không. Nếu chúng tạo ra những thói quen xấu trong giai đoạn này, có thể phá hỏng cả sự nghiệp phía trước. Lần này thì là Fella, nó tìm chất nổ mà không có quan sát trước. Chất nổ được giấu trong một chiếc hộp màu xanh. Vấn đề là Fella cần đưa ra dấu hiệu rõ hơn cho người điều khiển nó. Nó cần ngồi xuống, xác nhận nó đã tìm thấy. Phải như thế, nó mới nhận được quả bóng. Lần thứ hai, nó cần ngồi xuống, nhưng Fella là một học viên khá độc lập. Nó không cần hướng dẫn điều này thêm một lần nào nữa. Giờ là Faith. Giống như hai chị em, nó cũng đang săn tìm chất nổ. Nhưng điều nó sắp làm sẽ tạo ra một rắc rối trong tương lai. Cào là bản năng của loài chó, nhưng nếu đời thật mà nó làm như thế này, nhiều khả năng nó sẽ kích nổ một quả bom. Tim Bartlett hướng dẫn nó nhiều lần, cho đến khi Faith hiểu rằng nó không thể thực hiện theo bản năng được. Như bạn thấy đấy, phản ứng đầu tiên của con chó là cào và ngăn kéo. Nhưng khi thấy huấn luyện viên không hài lòng nhiều lần, nó sẽ hiểu ra cần phải làm khác đi để nhận được quả bóng. Cả Fella 15 và Faye đều tỏ ra là những học viên nhanh nhẹn. Chúng hoàn thành bài tập nhanh nhiều hơn so với chúng tôi mong đợi. Chúng tôi rất hài lòng. Một khởi đầu tuyệt vời. So far so good. Cho đến lúc này mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng bọn chó này vẫn còn nhiều thứ phải học. Rồi chúng sẽ phải gia nhập một lực lượng gồm những con chó đã qua được tất cả các bài thi ở Lachlan và trở thành những tân binh sẵn sàng được giao nhiệm vụ ở bất cứ đâu, giống như con Rookie này. Rookie đang chờ người điều khiển của nó, Tim Shaw, đến nhận nó. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy cả hai đã tìm thấy cho mình một người bạn. The
the first signs indicate that both of them have found a friend. Trong hồ sơ của con Rookie, người ta viết nó khá lì lợm và bướng. Giờ là việc của Tim để đưa khả năng nó lên cao hơn những gì đã được ghi trong học bạ. Rookie đang trên đường trở thành một cảnh khuyển. Đầu tiên họ lên xe đi một vòng quanh Lakeland và vịnh San Antonio. Khóa huấn luyện của Rookie được tiếp nối với những giáo viên mới như Randall Hunt. Trong nhiệm vụ này, Rookie cần học cách đuổi theo mà không cắn. Đây là một động tác khá tinh tế. Thế nhưng, học tuần tra còn là dễ. Học phát hiện còn khó hơn rất nhiều. Sau những bài tập phát hiện đơn giản ở Lakeland, giờ đây học viên đối mặt với yêu cầu khó gấp nhiều lần. Một lượng rất nhỏ chất nổ được giấu vào trong chiếc túi đen, và lần này Rookie đã không thể tìm ra nó.